trên tay của anh là một siêu phẩm Honzot 17 chân kính. Chiếc đồng hồ rất nhiều bạn chơi đồng hồ Liên Xô chắc là lần đầu tiên nhìn thấy. Một chiếc đồng hồ cực kỳ là đặc biệt và hiếm. Đối với những bạn mà đã chơi, đã gọi là chơi và sưu tập đồng hồ cổ thì nó cái đẹp của nó không chỉ đến từ cái mức độ nguyên vẹn, độ đẹp ở bên ngoài, mà một phần quan trọng đó là cái độ hiếm một chiếc đồng hồ, một cái đồ độc đáo. Thì đây là một chiếc đồng hồ như vậy, nó xem sừng dạng sừng trâu này. Đấy. Cái thiết kế này cực kỳ hiếm, nó rất là đẹp, rất là đặc biệt. Đây mọi người xem nào, bây giờ chúng ta xem cái mặt số của em nó này, cọc số nổi này. Cái màu xanh đó chính là cái giả quáng này mọi người nhé. Đây là chiếc đồng hồ cũng được sản xuất từ rất là sâu tuổi rồi, rất là đặc biệt, nó rất là hiếm ở trên thị trường. Họ ghi là USSR ở từng Anh mọi người nhé. Có ô lịch ở vị trí 3 giờ. Chắc chắn chiếc này cũng sẽ là bọc vàng và tiền lại U20 rồi. Chắc chắn là như vậy. Đấy, nó ghi rồi. AU20 micromet đấy. Mặt sau em, tất cả những chiếc đồng hồ thì đều được của anh chuyển trực tiếp từ nước Nga về đến tận tay của mọi người. Từ tay sưu tầm lựa chọn mọi người nhé. Giá thành lúc nào cũng rẻ nhất. Đồng hồ lúc nào cũng nguyên rinh nguyên kiện. Chủ xem mặt nó mới tinh đẹp. Chiếc này thì size 35. Mọi người có thể tham khảo thêm sản phẩm ở website của anh watch.com và liên hệ Zalo 0986012958 mọi người nhé.